Tuổi trẻ là một hành trình khám phá bất tận và tại mọi điểm dừng chân đều sẽ cho ta cảm xúc đáng nhớ. Một ngày nắng ấm, dạo bước trên bãi biển trong xanh, dưới chân là cát trắng mịn màng là điều đơn giản nhất để ta tìm về bình yên. Nha Trang là một thiên đường về biển có rất nhiều bãi biển và hòn đảo xinh đẹp. Vậy tại sao chuyến đi ngày hôm nay của chúng ta lại là hòn tre? Trước hết, hòn đảo này được ví như một viên ngọc lớn nhất của vịnh biển thiên đường Nha Trang. Nơi đây có những tuyệt tác về thiên nhiên cũng như con người, chắc chắn sẽ khiến em phải trầm trồ đấy. Wow, đi thôi. Đi thôi. Để tạo nên dấu ấn không thể quên cho chuyến đi, chúng tôi lựa chọn lưu trú tại một villa ven biển, nằm giữa một khu vườn nhiệt đới. Với kiến trúc gỗ vừa trang nhã lại vừa tinh tế, đủ ấm áp lại vừa có thể hòa mình với thiên nhiên và không gian xanh xung quanh. Một nơi lưu trú hoàn hảo, chắc chắn là một nơi khởi đầu đầy hứa hẹn cho một chuyến đi bất ngờ. Món quà bất ngờ tôi nhận được chính là những giây phút thư giãn tuyệt vời. Là con gái, ai cũng muốn mình lúc nào cũng thật xinh đẹp, rạng ngời. Vì vậy chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp luôn là ưu tiên hàng đầu, kể cả khi đi du lịch. Lựa chọn của tôi là liệu pháp massage sâu bằng khăn tre kết hợp với tinh dầu massage tự nhiên, giúp giải phóng các vùng căng cơ và giảm căng thẳng. Một ngày thật hoàn hảo khi được tận hưởng những giây phút thảnh thơi và thưởng thức buổi tối lãng mạn tại nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo Hòn Tre. Đã đến Nha Trang thì chắc chắn không thể bỏ qua những món hải sản của vùng biển thiên đường này. Vì vậy, một buổi tiệc hội tụ những đặc sản chứ danh chắc chắn là điều tạo nên những cảm xúc đáng nhớ cho chuyến đi. Buổi tối hôm nay thì chúng ta có nhiều món ăn rất là đặc sắc từ những nguyên liệu địa phương và đặc biệt là món mì Ý sốt nhum. Thì nhum thì được đánh bắt trong ngày. Sau đó mình sẽ pha một tí xíu những cái gia vị của Ý tạo nên một loại sốt rất đặc trưng. Mình ăn kèm với lại cái mì tươi tự làm. Đây là món ăn mà các bạn nên thử khi mà đến Nha Trang. Em thấy bữa tối hôm nay thế nào? Em thấy những món ăn ngày hôm nay rất là tươi ngon. Quả là một buổi tối tuyệt vời cho một chuyến đi hoàn hảo.